Chiều 21 tháng 10, Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội xác minh thông tin vụ bắt cóc trẻ em mà mạng xã hội lan truyền trước đó trên địa bàn phường Văn Quán, quận Hà Đông là không chính xác. Trước đó, ngày 19 tháng 10, một số trang mạng xã hội có đăng tải thông tin xuất hiện một người phụ nữ có biểu hiện dụ dỗ, bắt cóc trẻ em trên địa bàn phường Văn Quán, quận Hà Đông. Ngay sau đó, Công an quận Hà Đông đã xác minh, rà soát địa bàn. Đến nay, Công an quận Hà Đông và các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội chưa phát hiện vụ việc nào và chưa nhận được nội dung trình báo, tố giác của cá nhân, tổ chức nào về việc bắt cóc trẻ em trên địa bàn phường Văn Quán, quận Hà Đông. Công an đã làm việc với người đăng tải thông tin, người này thừa nhận việc đăng tải nội dung trên là chưa kiểm chứng và gỡ nội dung đăng tải. Ngày 21 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố 3 bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Cù Đình Hiền, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Bùi Văn Nam, nguyên Phó trưởng Phòng Kinh tế Tài chính thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự. Sai phạm của ba bị can nói trên diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của Công ty Cổ phần Sông Mã tại dự án Hạc Thành Tower, thành phố Thanh Hóa. Vào năm 2013, ông Nguyễn Đình Xứng đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, được phân công phụ trách giá cả. Ngày 29 tháng 1 năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 389 trên QĐUBND, giao cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Sông Mã 2958,7m² đất tại địa chỉ số 3 đường Phan Chu Trinh, thành phố Thanh Hóa, để thực hiện dự án Hạc Thành Tower. Đến ngày 23 tháng 12 năm 2013, ông Nguyễn Đình Xứng ký quyết định số 4562 trên QĐUBND phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của Công ty Cổ phần Sông Mã tại dự án Hạc Thành Tower với đơn giá 21 triệu đồng trên 1 mét vuông. Mức giá này được xác định từ năm 2009, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 55 tỷ đồng. Ngày 21 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã có thông báo kết luận giám định liên quan vụ bé trai 34 tuần tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, gọi tắt Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bạc Liêu xác định nguyên nhân bé trai tử vong là do chết lưu, khả năng do biến chứng của đái tháo đường thai kỳ. Thông báo kết luận này cũng được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bạc Liêu gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp và người tố giác vụ việc. Trước đó, ngày 21 tháng 8, anh H, 37 tuổi, chồng của sản phụ T, đưa vợ mang thai 34 tuần vào Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ để kiểm tra sức khỏe. Lúc đó, sản phụ bị nôn ói. Bác sĩ đã thực hiện các bước như đo huyết áp, siêu âm thai nhi, siêu âm tim. Sau đó, bác sĩ thông báo sản phụ có thể về nhà hoặc ở lại để kiểm tra thêm. Tuy nhiên, hai vợ chồng chọn ở lại bệnh viện. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, chị T được chuyển lên khoa sản nghỉ ngơi. Cũng theo anh H, từ 23 giờ ngày 21 tháng 8 đến khoảng 3 giờ ngày 22 tháng 8, tình trạng nôn ói không thuyên giảm. Chị T được truyền nước, thở oxy, siêu âm. Sau khi có kết quả siêu âm, bác sĩ kết luận không có tim thai. Sau đó, bác sĩ bệnh viện đề nghị anh H ký vào hồ sơ xác nhận tình trạng bệnh của vợ anh để tiến hành phẫu thuật và thông báo tim thai không còn, không xác định được nguyên nhân. Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8, thai nhi tử vong. Ngày 21 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Võ Văn Nam, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới về tội cố ý gây thương tích. Điều tra ban đầu, Nam và chị H, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà của Nam. Khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 6 tháng 10, nghi ngờ chị H ngoại tình nên Nam đã đánh chị bị thương tích nặng. Thấy chị ngất xỉu, Nam chở người tình đến trạm y tế xã Mỹ An khâu vết thương, sau đó tới nhà dì ruột của Nam ở cùng ấp chơi. Tại đây,
Do còn tức giận nên Nam dùng móc quần áo bằng nhôm tiếp tục đánh người tình và con riêng của chị này. Không dừng lại, Nam chở hai mẹ con chị H về nhà. Do nghi ngờ người tình lấy vàng của mình cho người đàn ông khác nên Nam tiếp tục đánh hai mẹ con chị, cắt tóc chị H. Ngày 9 tháng 10, mẹ ruột của chị H đến công an xã Mỹ An trình báo sự việc, yêu cầu xử lý Nam. Sau đó, Nam đến công an xã Mỹ An đầu thú. Theo kết luận giám định pháp y, thương tích do Nam gây ra đối với chị H là 16%, vượt mức xử lý hình sự nên công an huyện Chợ Mới đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nam. Chiều 21 tháng 10, ông Huỳnh Ngọc Trư, bí thư đảng ủy phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe ô tô 7 chỗ. Chiếc xe mang biển kiểm soát tỉnh An Giang và được tài xế điều khiển lên tham quan Núi Sam. Khi đang lưu thông thì nghi bị sự cố về điện và tự bốc cháy. Cũng theo ông Huỳnh Ngọc Trư, khi phát hiện xe bị cháy, tài xế và hành khách kịp thời chạy thoát ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát nhanh nên toàn bộ chiếc xe đã bị cháy rụi. Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 10, trên biển có gió mạnh ngang áp thấp. Từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang có mưa rào, có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật cấp 7, cấp 8. Cụ thể, thời tiết trên nhiều khu vực ở Biển Đông đang diễn biến nguy hiểm. Trong đó, khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió cấp 5-6, giật cấp 7-8. Từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang có mưa rào, dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật cấp 7-8. Trưa ngày 21 tháng 10, ông Phạm Đức Luận, Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ký công văn gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang đề nghị các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.